Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 23 tháng 11 2021, năm Thu quay trở lại cái khu vực, cái vườn mai, cái làng mai, cái khu vực của vườn chính các bạn, để chia sẻ với các bạn một số mẫu cây mà nhà vườn muốn giao lưu. Thì các bạn, cái vườn này nếu các bạn nào đã thường xuyên mà theo dõi kênh Thu Bonsai cũng không lạ gì, cái vườn mai của anh Sếp các bạn ha. Hôm nay chúng ta gặp lại anh Sếp để giờ anh Sếp chia sẻ với các bạn. Và năm Thu cũng chỉ làm clip, không có tham gia mua bán. Mọi liên lạc các bạn trực tiếp liên hệ với anh Sếp theo số điện thoại là 0972 060579 các bạn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại anh chàng Sếp quen thuộc của vườn mai vàng khu vực quận 9 các bạn ha. Rồi, chào Sếp. Chào năm. Xin chào bà con trên mọi miền đất nước. Thì đến hẹn lại lên thì mỗi lần bây giờ gặp là năm á, là hết năm rồi. Hết năm rồi đó. Hết năm rồi đó. Quý cô bác anh chị. Thì thôi mình vô vấn đề á, là vô vấn đề luôn á, là hôm nay em có một cái vườn mai nhỏ nhỏ. Thì em muốn thanh lý. Muốn thanh lý cái vườn mai này. Muốn thanh lý cái vườn mai này. Thì cũng giá thanh lý mà rẻ chứ không có cao. Đây là cái vườn anh Sếp nó, cái vườn nho nhỏ nhưng mà nho nhỏ nó cũng có vỏ. Cái này chắc cũng tầm khoảng mấy chục cây. Khoảng 60 lớn nhỏ khoảng 65 cây. Rồi 60-70 cây thấy rất là nhiều. Rồi cái nếu mà thanh lý thì cái thủ tục thanh lý mình như thế nào, em có thể cho biết rõ chi tiết không? Thanh lý của em đây á, là bây giờ em thanh lý hết là lớn nhỏ tất cả trong này là có bao nhiêu là lấy hết bao nhiêu. Em bán thanh lý là có nhiều là lấy hết chứ không có trượt cây nào. Là 65 cây á, em bán 110 triệu, em bao ship 100 km. 65 cây trong cái khu vườn thanh lý như thế này là chào giá là 110 triệu, em bao ship 100 km. Và đồng thời nhà vườn chịu trách nhiệm là chuyển đến tận nơi trong phạm vi 100 km, đúng không? Còn nếu mà ngoài phạm vi 100 km thì chúng ta tính sao? Mình thương lượng với bên kia chút đỉnh rồi. Ok, nhiều khi nó xa quá đó rồi. Cái tiền xe phí nó cao quá đó. Thì mình thương lượng lại chứ. Trong đây thì mai mình bán Tết thì khoảng 70% bán bông. Thì còn bán chừng 20-30% gì đó là nó còn bán bông được chứ không bán được, nhưng mà nó hơi đợi chút thôi. Nói chung là nếu mà các bạn cái lô hàng này, năm Thu nghĩ là anh Sếp đã chia sẻ với các bạn là giá thanh lý cả nguyên một vườn. Nếu các bạn nào muốn có giao dịch thì các bạn nên trực tiếp đến đây ha. Trực tiếp đến đây để các bạn xem được thì trực tiếp đến đây xem nó dễ hơn. Nói chung là số lượng này năm Thu nghĩ là cũng nên trực tiếp đến đây, tại vì các bạn mua quy một cái lô mà, thì khi mà xem được thì các bạn sẽ thương lượng với anh Sếp lại thì mới cái giá nó sẽ vui vẻ hơn, ok hơn, đúng không? Còn trường hợp có một số bạn nếu mà mình chỉ bán nguyên một vườn thôi, không bán lẻ hả? Bây giờ cho em thời gian em bán trong vài ngày đi, nếu mà em thanh lý lô không được á thì lúc đó em mới bán lẻ được. Chứ nhiều khi mình bán lọc sọc vài cây rồi cái những người khác người ta vô người ta mua lô mà người ta hỏi còn số lượng cây còn đủ không, mà mình nói như mình lựa trước rồi thì nó cũng không hay. Vậy là khi mà cái phim được phát sóng rồi các bạn lưu ý, thì năm Thu bao giờ cũng vậy, là trên tiêu đề mình có ghi rõ cái ngày để mà mình báo giá, thì từ đó đến khoảng bao nhiêu thời gian thì cái thời gian thanh lý hết thì anh sẽ chuyển sang anh bán thì được một cây từ cây lẻ. Nếu qua thời gian bao nhiêu ngày, khoảng 3 hoặc 5 ngày trở lại thì cho một tuần đi cho nó về. Cho em thêm một tuần cũng được, một tuần nữa cũng được, cho nó về đi ha. Rồi các bạn thân mến, là trong cái ngày phát sóng của cái clip này là ngày 23 tháng 11 2021 đó ha. Nếu trong khoảng một tuần thì anh sẽ hết cái hạn thanh lý thì anh sẽ bán lẻ. Tại vì khi mình bán lẻ rồi có một số bạn đến lựa cây rồi, thành ra cái vấn đề giá cả nó mình phải tính lại, đúng không? Đương nhiên nó cũng còn, nhưng mà mình sẽ tính lại cái giá nó không như cái giá ban đầu nữa. Tại cái giá ban đầu là tất cả những lô hàng này là đẹp hay không đẹp, hay loại trung bình hay loại lớn hay loại nhỏ, người ta đã tính son gì hết rồi, tính xô rồi. Ok, đó thì các bạn cũng nắm rõ được cái thủ tục để chúng ta mà giao dịch về trong vấn đề mà
và mà cho cái kêu mà thanh lý cái lô hàng này ha. Yeah. Thôi giờ sếp ơi, em cũng chia sẻ một số mẫu cây để cho các bạn nhìn thấy. Bây giờ em đo tiêu biểu về cây cho năm anh quay trong cái khu vườn này, rồi quý cô chú anh chị mình tham khảo. Rồi giờ em muốn chọn được các góc độ nào, cây nào trước mắt, cái giữa đi, cái giữa đi, ở cái giữa đi. Ừ. Cái giữa đi xong chút qua cái này, đẹp có, xấu có, đủ có ha. Ờ, giống này giống gì đi sếp? Giống này giống dẻo gai. Dẻo gai. Cái này chiều cao 1m6. À, chiều cao 1m6. Chiều ngang cũng 1m6 luôn. Rồi, cao 1m6, ngang 1m6. Để xem gốc ha. Đây, chia sẻ các bạn vài mẫu cây tiêu biểu các bạn ha. Quanh nó 27. Quanh nó 27. Quanh 27. Mình cao 27. Nếp lá nó xa quá. Nếp lá cái giống này nó hơi dậy. Rồi, ok, giờ chúng ta tiếp tục nha. Cái này đi. Cái này chiều cao 1m2. Tán ngang nó 1m3. Chiều cao 1m2, tán ngang 1m3. Thân nó 28. 28. Cây này dáng đẹp. Màu thì cây này thì màu ngon. Vậy là bình quân là mỗi một cây này khoảng chưa tới 2 triệu. Có triệu mấy? Chưa tới 2 triệu không? 65 cây. 65 cây mà 110 triệu. Bao ship nữa. Bao ship trong phạm vi 100 km. Yeah. Thì mỗi một cây là bình quân mỗi cây là chưa tới 2 triệu. Ok, giờ mình thanh lý cái vườn này mình làm gì? Giờ cái vườn này làm gì? Em thanh lý cái vườn này hả? Thanh lý tính vô cây mới. Làm cây mới. Làm cây mới hả? Chứ anh Năm thấy cây mai để càng lâu giá trị nó càng cao mà. Đúng rồi. Cái thứ ba nha bạn. Cái này cái thứ ba. Thứ ba là 1m20. Cao 1m20, ngang cũng 1m20 luôn. Bình thân nó là 25. Bình thân 25. Đây, có xe mau luôn. Lâu lắm rồi mình mới cái làm liếp ở đây thanh lý. Nhục hiện nhiều lắm. Lâu lắm rồi mới làm liếp thanh lý vườn. Này năm mấy năm mới làm là cái liếp thanh lý vườn chứ thường không lẻ đâu. Lâu ghê rồi. Lâu ghê mới cái vườn thanh lý. Rồi, chúng ta tiếp tục các bạn ha. Để cho các bạn đi vào cái phía bên trong nữa để cho các bạn xem. Đây là một giống hả? Dẫu gai. Dẫu gai hết hả? Với dẫu gai với Thu Đức. Dẫu gai Thu Đức. Rồi, cho xem này em đắp lửa này cái này. Này hả? Đắp lửa cái.
chiều cao 80. Chiều dài nó 1m30. Quỳnh thân nó 25. Rất là nhiều, cái cây này đẹp đó ha. Cây Phú Đức nó đóng nút dữ lắm. Ờ, cây này đẹp ha, cây này rất là đẹp. Nút nó đóng dày. Đây là toàn vỏ lá gai không? Cái này Thủ Đức anh. Cái này chả Thủ Đức hả? Dạ, Thủ Đức. Bởi vì anh thấy cái lá nó là lạ. Dạ, cái này Thủ Đức là khoảng Thủ Đức nó chiếm nhiều hơn vỏ gai. À, nó là có, nó vừa giống vỏ Thủ Đức với vỏ lá gai. Dạ. Nhưng mà vỏ Thủ Đức thì nó sẽ chiếm tỷ lệ nhiều hơn đúng không? Đúng rồi, chiếm tỷ lệ nhiều hơn. Tiếp cái này cho các bạn xem. Chiều cao 85. Thân ngang 1m45. Bình thân nó là 29. Thì cứ đi tiếp đi, từ luống vậy, cứ đo đại khái vậy. Cứ đi cho các bạn xem, từ đi cho các bạn xem cái lô hàng này có một số cây như vậy. Giờ mình đo cây lớn coi. Cây là cây dấu gai. Dấu gai hả? Mét 7. Chiều cao 1m70. Chiều ngang nó 1m1. Quỳnh thân nó là 29. Ba mươi cho hoàn thành trên đây.
ở bên đây nữa ha. Trong đây nó có một cây này, cây mây thủy. Mây là mây vàng ha. Yeah. Mây xin. Mây xin. Rồi, tiếp tục ha. Để chia sẻ thêm cho các bạn. Cây cao 1m3. Thân ngang 1m20. Phần thân 24. Cái này rễ đẹp, cái này rễ đẹp, rễ đẹp. Cái này nốt tiếp. Bình thân 30-31. Ừ, cây trắng bay. Trắng bay chiều cao nó 1m1. Chiều bay nó là 1m5, 1m7. Này là lớn nhỏ khoảng 60 gốc không? 65. 65 gốc lớn nhỏ. Yeah. À, mà giờ chào giá là 110 triệu. Yeah. Mình nó 29. Thành, 29. À, đây là giá thanh lý nha các bạn. À. Nè, nó xin. Nếu các bạn nào có hứng thú thì liên hệ trực tiếp với anh sếp theo số điện thoại là 0792 060579 các bạn. Cây cây Thủ Đức này luôn. Dạo Thủ Đức hả? Yeah. Dạ. Cây nó 1m1. Cây ngang nó 1m20. Thân nó là 23. Rồi, để mình thử cho các bạn xem mấy gốc. Xem gốc này. Cái này cũng đứt, đứt lá nhỏ. Ừ. Rồi, cắt thêm cây kia.
đây là cho các bạn xem ha các bạn ha. Nếu các bạn nào mà có hứng thú thì các bạn cứ đến có điều kiện cái đó. Ừ, cái đó. Các bạn hứng thú có điều kiện thì các bạn đến vườn để các bạn xem thì nó sẽ được chi tiết hơn, chính xác hơn. Cái này một cao 1m07. Tán ngang 1m1. Thành thân 22. Rồi, thôi mình chọn cây nữa đi. Chúng, cho là các bạn cũng thấy rõ rồi ha, khu vực đây nè. Do số hàng là khoảng 65 gốc thì mình không có thể chi tiết từ gốc 1 thì các bạn nên trực tiếp năm thu nhờ ship đo tiêu biểu một số cây. Chiều cao nó 95. Tán ngang nó là 1m40. Đây, thân của nó là 30. Giao Thủ Đức hả? Giao Thủ Đức. Rồi em có muốn chia sẻ thêm gì nữa không? Đó, rồi em về mình anh năm rồi còn cảm cái nữa đi cái mình kết thúc anh năm. Rồi kết thúc quay lại cái đoạn đường cũ đi, đứng đoạn đường cũ đi. Đứng chỗ cũ rồi năm quay về đó cho các bạn xem một vòng nữa ha. Và năm thu sẽ quay lại một vòng nữa để cho các bạn xem một lần nữa các bạn ha. Tự dưới giường năm thu sẽ đi lên. Rồi các bạn thấy không, tổng thể là có khu vườn này có tất cả 65 gốc, bản ship chào giá là 110 triệu, đồng thời là vận chuyển bao ship trong phạm vi 100 km. Nếu các bạn nào có hứng thú thì liên hệ lại anh ship theo số điện thoại là 0792 060579 các bạn ha. Và bây giờ Năm Thu cũng phải xin nói lời chia tay với các bạn. Rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like nhấn chuông. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ Năm Thu những video mới nhất các bạn. Và bây giờ chúng ta một lần nữa chúng ta sẽ gặp lại ship để ship chào khách đi nào. Ship bay chào khách đi nào. Dạ. Xin chào tất cả quý cô chú anh chị đã theo dõi kênh Năm Thu Bonsai. Thì kết thúc clip đó thì em cũng có đôi lời là chúc cho quý cô chú anh chị cái mùa dịch này là được nhiều sức khỏe, mạnh khỏe và an lành. Rồi anh chị xem clip thì thấy hợp thì cứ liên hệ số điện thoại của em để mình giao lưu có bán tết á. Em bao ship đó là 100 km. Nếu mà các bạn không ưng ý cái khu vườn này, mình có cái dòng mai khác để mình chia sẻ với các bạn không? Dạ có anh.
Ok, các bạn nếu mà qua clip này có những bạn nào mà không thích cái này thì các bạn muốn mua những cái dòng mai gì nó khác những cái vườn này đi thì anh Xếp sẽ vài ngày nữa anh Xếp sẽ chia sẻ tiếp một clip nữa để cho các bạn có sự lựa chọn đúng không? Yeah. Rồi, rồi, cũng còn có gì để nói không nào? Chào năm, chào tất cả bà con. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp các bạn ha.